Trời đất ơi, em bảo anh nuốt đi, cái thuốc này không làm anh chết được đâu, yên tâm. Trời ơi. Trời em cắt rồi lỡ anh uống vô cái anh nhảy dương cá chết rồi sao? Không sao, bây giờ anh mà bị tập á là em cho anh 50. Đấy, yên tâm, uống lẹ giúp em cái. Trời, em nói hồi em chảy nước mồ hôi luôn. Đấy, có sao đâu. Trời đất ơi. Ngon quá bà. Ừ, đương nhiên mà đây là thuốc tăng thể lực mà. Đấy, nó bảo rồi. Rồi. Alo. Trời đất ơi là trời, các bạn ơi, tôi đã hại anh Siro mất tiêu rồi. Trời ơi, rồi, em xin lỗi anh. Trời đất ơi, đây, bánh kem siêu ngọt đây. Xin trời đất em nè. Tới đây, có chuyện lớn. Trời ơi, nhìn nè. Nè. Ủa, con nít nhà ai đây? Trời ơi, dạ? Con nít nhà ai đâu, đây chính là Si Văn Rô đó. Trời đất đi. Si Văn Rô. Sao bé vậy? Ủa, mày teo nhỏ hay sao vậy mà sao bé xíu vậy? Trời đất ơi, em lỡ cho ông ăn uống thuốc gọi là thí nghiệm mới của em cho ông thành này luôn. Trời đất ơi, Chim ơi, sao em thấy chị thấy em chế tao gì xong thành hại đời không vậy? Trời anh đừng có chế thuốc là bé xíu hoài vậy. Trời chết rồi, bây giờ anh Râu biết là em bé 2 tuổi giờ sao ta? À khoan, bây giờ đợi Sido thức dậy rồi. Ủa, hình như đây là bánh kem đúng không? Con mít chắc chắn rất thích là bánh kem. Ok, em chỉ đợi gọi là Siro, gọi là Siro thức dậy thôi. Trời, đợi cho anh Rô ngất gần cả 30 phút rồi hay sao? Không biết làm sao để Siro thức dậy luôn á. Bây giờ chọc lét ổng đi, chọc lét được cù lét đi. Dậy rồi, dậy em lại. Ủa, có gì anh em? Con mít nó cù lét nó dậy liền. Hello. Trời, nó chạy kìa. Anh Rô, bình tĩnh. Anh có nhờ em lại không? Anh Rô. Em xin lỗi anh. Thì nó thật người mà. Ơi, xin lỗi anh. Anh có nhờ em là ai không? Ừ? Ôi trời, nó chạy kìa. Chết rồi. Anh Rô giờ biết thành con nít rồi. Anh tưởng thật nghe xem, Rô là lúc lớn lên Rô biết bám tường đúng không? Nhỏ là bám tường ghê, lên chập mình lên gọi là leo như khỉ luôn á. Rô bình tĩnh rồi, rồi đừng chạy, em xin lỗi. Trời ơi, nó chui vô nhà mưa, nó ngủ luôn. Nhà mưa ngủ luôn. À, không, có cách từ để em tìm để chị đó. Đây. Đây, nó ăn đi bánh kem đó. Đó. Ủa, mà chị vào nhà nhốt vào nhà nha. Ủa, cách này được luôn hả các bạn? Được Sim ơi. Rồi nhốt nha, từ mở cửa ra ngoài đó. Rồi. Đây. Đóng cửa. Rồi, đã nhốt thành công. Ok. Rồi, bình tĩnh anh Rô. Bình tĩnh. Rô bình tĩnh. Trời, đừng sợ. Trời, hình như cái thằng Sim. Trời, em không biết nữa. Rô bình tĩnh. Rô bình tĩnh. À, em. Anh Rô. Ủa, không bình tĩnh nổi luôn á. Rồi, khóa lại. Đó. Trời, ông chết sao? Anh Rồi, hiện tại là anh đang bị treo nhỏ thôi. Nên em sẽ chăm sóc anh. Nên anh đừng sợ nha anh Rô. Anh ơi. Là Rô nghe không gì? Trời ơi các bạn ơi, anh Rô không có chịu gần là ổng chạy rồi 560 độ luôn. Trời ơi. Trời ơi, em biết mở cửa kìa, con nít sao biết mở cửa vậy? Trời ơi, thật ơi, đứng lại. Thôi không sao, Sammy em có cách, thường thường con nít nó thích đi chơi luôn để em. Sammy hình như là mình chuẩn bị đi cắm trại đúng không ta? Hình như là mình chuẩn bị đi cắm trại đúng không? Hình như là tụi mình phải... đúng rồi, tụi mình đi cắm trại mà chỗ đó nghe nói là có nhiều đồ chơi lắm nè. Trời. Thế là... anh Rô muốn đi cắm trại không? Ừ? Trời ơi, lật đầu lia lẹ luôn kìa. Trời ơi, thấy người ta bảo đi cắm trại xong đi luôn. Thôi các bạn, hôm nay gọi là bởi vì để gọi là gì đó sửa sai lầm của mình. Hôm nay mình sẽ có thể gọi là chăm sóc anh Siro 2 tuổi nha các bạn. Trời đất ơi, nhỏ xíu hơn siêu luôn. Tôi kiếm anh nha gì? Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng chăm sóc anh. Ok, bây giờ để em chở anh đi nha. Đây, rồi, chở anh Siro 2 tuổi đi chơi nè. Đây, lên đi anh. Rồi, cao quá. Rồi, ok, được rồi. Rồi, đi. Rồi, đi luôn các bạn ơi. Rồi, thần thú của bà đâu? Rồi, hôm nay là Simi sẽ đi gọi là chăm sóc bé Rô 2 tuổi nha các bạn. Trời ơi, khổ quá trời, quá đất luôn. Tèo, ok, các bạn ơi, xin giới thiệu các bạn. Đây chính là bát cắm trại gọi là linh thú của Hero Team Sikute luôn. Đấy, thì UD của map này là đây 10242267775 nếu bạn muốn down nha. Ok, và trong này có rất là nhiều đồ các bạn ơi. Trời ơi, trang trí tới ngày mai không hết luôn. Ok, Rô, đầu này nè, Rô, tới đây.
Đây, đây là nhà của anh nè. Và đây là đồ trang trí nha anh Rô. Coming, coming. Này, đây rất là nhiều đồ nha anh Rô. Okay, như là đây có một cái mô hình gọi là của tụi mình các bạn ơi. Đây, đây, Sam ơi, nhìn nè. Đâu, mô hình đâu, của tụi đâu. Mình ở đây nè. Và đây, ta-da. Trời ơi, dễ thương quá à. Nhìn nè các bạn ơi, rất là dễ thương luôn. Ok các bạn, bây giờ mình cùng với em bé Siro cùng với Sammy Đào sẽ cùng gọi là trang trí phòng nha các bạn. Đấy, trời ơi, đi cắm trại định rủ anh Rô mà bây giờ là có em bé Siro các bạn ơi. Trời đất ơi, khổ dễ sợ luôn á. Rồi sao, kiếm được gì chưa Sam? Ôi, mình thấy map này của bạn đồ luôn Sim ơi. Bạn này rất là nhiều đồ nha các bạn. Nhiều đồ vô kể luôn, biết xếp lúc nào mới xong nữa. Ok, anh Rô đang trang trí nè. Ok, trời gọi là sắp tối các bạn ơi. Trời ơi, mới chút xíu mà tối thui rồi. Trời ơi, đúng là gọi là thời gian trôi nhanh quá. Mình già con ngựa luôn các bạn ơi. Ôi, ôi các bạn ơi, nhìn nè. Wow, Sam, Sam là đại lý bán vé. Đâu à, thất đôi nào lấy đôi này. Đơn giản các bạn không? Đơn giản. Ok. Ok. Trời đất ơi, nhà toàn dép không. Trời đất ơi, tôi khổ, tôi tức á. Rồi bây giờ nhà mình không có cái tủ nó trơn các bạn. Trời, nhà toàn gọi là đồ gia dụng á, chứ không có cái gì hết trơn á. Trời đất ơi, tôi không biết tôi sống để làm gì luôn các bạn. Bên này sẽ là bếp nha mọi người. Đây, bếp nè. Và bên... Nếu em ăn dép thì chị sẽ bán tivi cho xin. Hợp lý. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bà coi anh Siro làm gì nha các bạn. Ok, cái này có vật cản không à? Biết hai tụi biết làm gì không ta. Ờ, để coi coi anh Rô làm gì coi. À thôi, mình lát nữa mình đi coi nhau cho mấy hợp lý các bạn. Chứ gọi là mà gọi là coi liền là mất mất gọi là cảm hứng các bạn ơi. Đấy là không có điểm. Đúng rồi, mất quan điểm. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy bàn ghế nha các bạn. Ồ, bàn ghế đây cũng rất là chất lượng nha mọi người. Thật ra là mình không biết nó chất lượng đâu nhưng mà mình thấy nó hay á. Sao mình nói một hồi sao mình nói giả cho mặt mình vậy ta? Nói như kiểu muốn đấm á. Khó chịu quá. Ok. Trời đất ơi, ông dân làng đâu ra vậy ông? Trời đất ơi, không kêu luôn á, không mượn luôn á trời. Đem ông tới hỏi chuyện thôi. Rồi ok, chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có cái mình có cái máy gọi là ba con gấu rất là xinh nha mọi người. Và cùng với cái PC gọi là ba con gấu. Đây, chắc chị cũng phải đổ cho chị một cái dàn PC Sim ơi. Trời đất ơi các bạn ơi. Đấy, trời tao nói nó xinh, sao chỗ đang xì vậy? Chết, tôi đặt nhầm nữa. Rồi ok, mình trang trí cái nhà mình giờ không khác gì gì ta. Nó khác gì cái gì ta, nó toàn vật phẩm thôi các bạn ơi. Đây, đó toàn là gấu hết trơn luôn. Đó, rồi bây giờ là bàn mình cũng có đủ đồ hết trơn rồi đó. Rồi bây giờ sẽ để cái tivi ở đây nè. Đây, tivi siêu to và siêu bền luôn các bạn ơi. Đó, trời, nhà toàn cái gì có hết trơn á. Đấy. Rồi bây giờ là còn nhà cái gì nữa? Hiện đại đúng không? Sim nhà hiện đại đúng không? Đúng rồi, cái gì có hết trơn á, có cái là bên trong cũng có gì hết trơn luôn á đấy. Rồi tôi có một cái đôi dép màu xanh này. Đây, tôi sẽ lịch sự nha các bạn. Này, để dép trước cổng. Đây, trời ơi, nó đẹp gì đâu các bạn. Trời, nó xa cái gì đâu á. Phải để dép chip lào trước cổng các bạn không? Đấy, có ai mà bước vô nhà mang dép rồi không? Không mang, không mang dép táo liền. Không mang dép táo liền, lấy dép táo liền. Đúng rồi. Đấy, mình nhanh đó các bạn. Ô, tức là bạn này build cho mình 3 con gấu luôn hả? Cái mấy con lúc bạc lúc vàng nè. Có luôn, hay vậy? Đâu đây chị đưa ít nè. Đó, đưa sao ta? À, đây quên. Đây rồi, xin đây nút vàng nè. Đây nút vàng đó. Đưa chị một ít xin. Đây. Trời đất ơi, xịn quá các bạn ơi, hay á nha. Quá thịt luôn. Sao em bị mất một mắt rồi nè? Đó. Có biết gì vậy? Cái này là bây giờ sẽ trở thành sim. Một nhãn hả? Một mắt. À một phải một mắt ta. Một nhãn. Mộc là gỗ ba ơi. Trời ơi. Quên. Trời, mình đọc cái gì rồi. Mà cũng có chị luôn. Đặt chị lỡ chị đặt nút vàng Simi không sao. Từng lát nút vàng. Ôi các bạn ơi, cái này như tiến hóa. Simi cấp 1, Simi cấp 2, Simi cấp 3 nè. Ui, hay á nha. Ui, mình thấy cái này hợp lý. Đẹp đấy. Ôi, nó ơi. Đẹp không? Ê, sao này? Simi cấp 1, Simi cấp 2, Simi cấp 3. Ui, hay không? Pokemon các bạn ơi. Vào đây. Ờ, ông hàng xóm cũng hiểu vô dương không vô nhà em á sao em không biết tại sao luôn trời. Bạn động ơi, bạn động ơi. À ông dám vô đây vô duyên vô à khoa ông này bán gì từ à bán đồ vô duyên giết luôn. Bán đồ vô duyên là vô gì rồi. Trời ơi, nhà đẹp dữ. Các bạn thấy không, đây Simi cấp 1, Simi cấp 2 và Simi cấp 3. Trời ơi, mình cảm giác mình như Pokemon các bạn ơi, hay dễ sợ luôn. Trời ơi, những cái nhà mình quê mùa quá à.
Rồi và tiếp theo trà sữa Simi đấy, nó xanh lè xanh lét luôn các bạn ơi. Đó. Và ôi mình có cái trà sữa thỏ này, và mình thấy cái map của bạn này rất là dễ thương nha, cái gì cũng có hết trơn á, nên bạn nào cũng đừng quên ủng hộ map này nha. Mình sẽ để UD ở đầu map nha các bạn. Đây cũng map bé mon nha mọi người. Đấy, chờ tôi nhìn. Nhìn chị nè Sim ơi. Hử? Vậy từ từ lát nữa em mới coi chứ vậy không muốn quay sớm để em mất hứng rồi. Đấy em không, coi từ từ không có gì anh làm đó. Đó, từ từ tôi nghe câu này không hay hò hết trơn. Lên trên đường bông bông làm gì vậy? Không chê chị nghèo không sẽ đeo Sim em chê ừ. Chị em chê chị nghèo nên em quyết định về nhà, bye bye. Thôi vô vô quá à. Rồi tôi đang trang trí nhà cửa tiếp này xong xong gì kỳ cục hết sức à. Trời cái nhà tôi nó dễ thương gì đâu các bạn. Nhà này là phải 10 trên 10 hiểu không. Nhà này mà một điểm là không có được. Đấy. Quá đẹp quá sang. Đấy. Cái gì cũng dễ thương hết trơn. Ước gì căn phòng mình cũng như vậy các bạn ơi. Ok thì bây giờ mình nghĩ chắc là căn phòng mình cũng, à không, thiếu đồ ăn. Trời đất ơi quên mất cái gì chứ, thiếu đồ ăn là không có được. Đấy. Đồ ăn mô hình đi Simi. Cái không có được. Không sao. Đồ ăn mô hình càng tốt giảm cân. Trời đất ơi sao em hiểu không ít mấy cái đồ ăn này gì hết trơn á. Đấy ngắm thôi à. Mình là mình để ngắm thôi, chai để ăn. Trời thời đại nào. Chứ bạn không ăn hiểu không? Thời đại 2.0 rồi, bây giờ đồ ăn đem đồ ăn đi ra ăn. Thôi nó vợ ngồi chứ nói hồi ba mẹ mấy bạn coi đánh chết cũng nhỏ tào lao gì đồ ăn đem ăn à làm vậy. Đấy. Ok các bạn thì bây giờ mình đã xong hết trơn rồi, bây giờ mình sẽ đợi gọi là em bé Siro 2 tuổi cùng với Sami Đào hoàn thành luôn các bạn nhá. Ok. Ok các bạn, bây giờ đã chơi đã sáng rồi nè. Bây giờ mình sẽ cùng review nhà nha. Đây là bây giờ review nhà của em bé chứ ra. Mình tôn trọng em bé người lớn rồi không? Đấy. Rồi. Ok. Ủa là ủa vậy Zip? Ê tức là nguyên một đêm là ngủ luôn á. Trời năm nè trời. Đất ơi. Đang ngáy kìa. Trời thấy nó cười chưa? Nó đục cái chỗ vào nó nằm ngủ không à. Trời đất ơi các bạn, bây giờ đúng là em bé khác, chỉ việc ngủ thôi chứ không sao, mình là người có tuổi. Tuổi mà. Thôi không sao, Hoan Rô ngủ đi ha, Hoan Rô ngủ tiếp thôi. Rồi, tặng cho bóng bay này đó, đó, cho bay lên trời nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ review qua nhà của Sami Đào, đây cái nhà rất là cute luôn. Xin mời. Rồi, đi vô nè. Lùi, dây lùi, mang dép vào. Mất lịch sự, vào nhà người ta không mang dép vào, ha. Trời đất ơi, ok, rồi mang dép vô. Mang vô rồi, ok. Trời đất ơi. Cái nhà. Nhà rất là đẹp. Ê, sao em cảm giác cái nhà chị kiểu như thời đại 199 mấy nha, cái TV là chị trộm từ gọi là thế giới hiện đại về hay sao á. Công nhận cái nhà toàn đồ cổ nhất là cái giường nó rách nè Sim ơi. Trời đất ơi. Trời đất. Đó, có bức tranh nè, thấy Sim bức tranh đẹp không? Trời đất ơi, mua gì mua chanh nút bạc nút vàng gì luôn vậy, trời nghèo quá gì ma. Trời đất ơi, nút thật, nút thật. À, nút vàng này là đang mong trời, hôm nay là từ à rồi. Ok, các bạn cũng được ủng hộ cho Sami Đào đến nút vàng để Sami gọi là gì tao có thể gặp nhấm qua ngày nha, đang hóng chờ nút vàng về các bạn ơi. Luôn. Trời ơi, tôi buồn quá mà. Rồi ok, tiếp nè, được coi bây giờ quay ra em nè, đây rồi để cho anh Kim. Sim lên xe chị chở, trời đất ơi xe, trời hai đứa lên chắc cậy xe luôn, quá nặng gần chết luôn các bạn ơi. Rồi đây giới thiệu các bạn, phải cần mang dép luôn, dép này để chân thôi đấy. Tan căn phòng siêu cute của mèo Simi đấy các bạn, thấy không đó. Đây giới thiệu những cái tem á Sim. Đấy cho sao xem này, đây tức là những bé gọi là gấu tuyết, gọi là nâng cấp của em Simi tiến hóa cấp 1, cấp 2 và cấp 3 đấy, rồi chưa. Được trời ơi hay chưa đẹp hay đó. Chưa đấy, tủ lạnh này cũng có bé gấu tuyết này. Còn đây là dép gọi là 4 mùa, sao mất mùa nào sao xem... hỏi cái nha, có hỏi cái tủ lạnh để này để làm sao mở. Đó chỉ là mô hình thôi, sao đừng để ý. Vậy đó. Đấy. Có logic tới giờ đây giờ chẳng cái bàn đây không biết mở đồ ăn. Đấy, thì nói chung là ok các bạn, thì đây là phòng của mình thì các bạn thấy đẹp không thì các bạn đừng quên chấm điểm cho ba tụi mình nha. Trời trong ba đứa mà tôi thấy Siro chấm cao nhưng tôi tức á. Đấy. Ok thì video của mình như này thôi, thì các bạn thấy như này thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới biết nha. Và các bạn thấy trong ba căn phòng ai đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết luôn. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho mình Sami Đào và anh Ro. Còn bây giờ thì bye bye anh nha. Bye.
Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh Ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau, tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu.